Chào tất cả các bạn, chào ngày mới. Hôm nay mình sẽ trên tay mình sẽ giới thiệu các bạn một sản phẩm mới đỉnh cao của Dell, đó là chiếc 7568 được trang bị màn hình 4K và máy được tích hợp dạng máy tính bảng LAN, chúng ta có thể mở đến 360 độ. Đây các bạn có thể nhìn qua cấu hình của máy. Trên vỏ hộp máy được ghi sẵn cấu hình là 15.6 UHD và có cảm ứng, các bạn nhìn đây, webcam, và được trang bị cấu hình tương đối là mạnh Core i7 6500, RAM 8GB và thêm ổ SSD 256GB. Máy dùng Cargon, đây là một chạy hệ điều hành Windows 10 bản quyền. Pin trang bị trên máy là 3 cell và có cổng USB ở dưới đây. Bàn phím có LED và được trang bị công nghệ âm thanh rất là hay. Bây giờ mình sẽ mở hộp để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của máy cho các bạn xem. Các bạn bên trong hộp đây. Máy. Bên trong thì có sách hướng dẫn sử dụng của Dell bằng tiếng Anh. Mà sạc máy rất là nhỏ. Thì dùng máy dùng vi xử lý Core i7 chip U nên tiết kiệm điện. Sạc chỉ có 45W, 19.5V và 2.31A. Mình đã mở hộp cho các bạn xem. Máy tương đối là mỏng, thiết kế rất là mỏng, vuông vắn khỏe khoắn. Đây là bản lề trục. Bản lề trục này chúng ta có thể xoay 360 độ. Tí mình sẽ mở cho các bạn xem. Bên cạnh trái máy được trang bị hai cổng USB 3.0 và một cổng HDMI, cổng sạc. Đây là cái khóa để chúng ta khóa máy. Đằng sau thì đây là tản nhiệt, các bạn nhìn thấy tản nhiệt gió mà được hút gió và tản ra đều ở đây. Ở bên cạnh phải thì có một cổng USB 3.0 nữa mà một đầu đọc thẻ. Hai nút tăng giảm volume âm lượng, các bạn để ý đây là nút bật nguồn nhé. Nhìn rất là nhỏ, chúng ta không để ý thì không nhìn thấy. Giờ mình sẽ mở máy xem. Trên mặt lưng này có vẻ dễ bám vân tay. Đây bọn mình gọi là mặt nhung. Nhìn rất là sang, logo Dell được mạ chrome, sáng, đẹp. Đây các bạn nhìn thấy. Màn hình nó được trang bị cảm ứng nên nó có gương. Các cạnh viền được vát. Có vẻ giống trên thiết kế chiếc iPhone 5 của Apple đầu tiên. Mặt chuột cũng được vát như này, nhìn rất là sang. Bây giờ mình sẽ bật máy lên. Các bạn lưu ý đây là nút nguồn. Mình bật lên thì bắt đầu màn hình nó sẽ, màn phím nó sẽ sáng. Bàn phím thì có vẻ là em cứ gần thôi. Đây các bạn có thể nhìn bàn phím dạng lỗ như này thì gõ cũng rất là sướng, nhưng mình cũng cảm giác như nó hơi nhỏ và cái viền này có vẻ là hơi to một chút. Đây các bạn có thể là giao diện Windows bản quyền. Bây giờ tớ sẽ edit lên Win cho các bạn xem. Và trước khi edit thì mình sẽ đây. Máy có thể gập được 360 độ như này để chúng ta chuyển chế độ máy tính bảng. Các bạn lưu ý đây là nút back home. Ở trên màn hình được trang cao định camera đây. Nhìn nhỏ, rất là nhỏ. Bây giờ mình sẽ exit máy cho các bạn xem. Bạn nhìn phím, viền phím rất là mỏng. Mình rất đẹp. Viền được mạ chrome. Thiết kế hài hòa. Các bạn nhìn thấy là mình đã edit xong. Màn hình 4K nhìn nó rất là đẹp các bạn. Và bây giờ mình sẽ đánh lệnh để mình... Các bạn muốn đánh lệnh và để xem cấu hình thì bạn đánh chữ DDXEG. Đây các bạn có thể nhìn thấy là máy chạy điều hành Windows 10 Home 64bit 7568, đây là tên của cái máy. Và là trang bị vi xử lý Core i7 6500 2.5 4CPU. RAM của máy là 8GB. Và chúng ta xem bên cạnh màn hình. Các bạn có thể nhìn rõ đây là máy dùng HD Graphics 520, được gọi là Cargon. Và có thể sử dụng bộ nhớ từ RAM ra là 4GB. Và độ phân giải màn hình các bạn có thể nhìn thấy là 4K đây, và nó gọi là UHD 3840x2160, 32bit 60Hz. Mình sẽ kiểm tra dung lượng của cái ổ cứng mình đã chuẩn bị. Đây các bạn có thể vào Edit My Laser và chúng ta chọn Edit mạng.
Máy đã trang bị ổ cứng SSD 256GB, chúng ta khởi động cơ ứng dụng hoàn toàn rất là nhanh và chúng ta dùng rất là tiện. Chứ còn những cái máy mà sử dụng ổ cơ bây giờ dùng rất là chán. Không có, mình sẽ thử tính năng cảm ứng ở trên cái máy này. Đây các bạn này, mình thấy tương đối là mượt. Mình thử gặp lại đây. Đấy. Ta có thể bấm vào đây là nút cửa sổ. Hay như này rất hiện đại. Thì nó sẽ tự động tắt đi khi chúng ta gặp như này đi. Nó chỉ hiển thị như này thôi. Mình để xuống bàn. Có lẽ để cái này thì nó cũng rất là dễ xước mặt dưới, để chúng ta cầm chúng ta phải cẩn thận. Đây. Đấy, bàn phím sẽ tự động sáng lên. Với một cái máy trang bị màn hình 4K và không có tích hợp card đồ họa rơi thì Dell đã hướng đến những sản phẩm đó là doanh nhân business. Nó chủ yếu là dùng để văn phòng và các bạn phù hợp với các bạn không cần yêu cầu quá nhiều đồ họa mà yêu cầu một cái màn hình đẹp để chúng ta xem phim. Với hiện nay những cái bộ phim định dạng 4K, 3K hoặc 5K rất là nhiều. Nếu mà màn hình này thì nó sẽ hiển thị rất là tốt. Một sự lựa chọn hoàn hảo cho các bạn làm văn phòng. Mình xem nào. Chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại video trên tay sản phẩm lần sau. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của chúng tôi.